Chào các bạn nhé. Hôm nay mình đang nhân giống hoa hồng các bạn, theo hình thức là chiết hoa hồng. Thì chọn cái cành, nếu mà chọn cành chiết thì các bạn chọn cái cành tương đối một tí nhé, để nó chúng ta dễ thao tác. Ví dụ như cành này, nếu cành nhỏ quá không thao tác được, bạn chọn cành bánh tẻ này. Các bạn sửa sạch những cái cành răm con và gai đi thì các bạn thao tác nó dễ hơn. Đấy. Thì các bạn chọn cành này và các bạn khoanh hai khoanh vỏ nhé, mỗi hai khoanh vỏ ấy, cách nhau là 2 cm hoặc 2 hoặc 2,5 cm. Khoanh này nhé, khoanh khoảng 2 cm, khoanh vỏ xong là các bạn để cho nó 1 tuần. 1 tuần thì bắt đầu là nó khô ấy. Khoanh vỏ xong các bạn bóc vỏ đi, cạo sạch cái nước ở bên ngoài đi. Xong các bạn để 1 tuần đấy. 1 tuần khi cái đầu bên trên nó sùi sùi ra rồi thì các bạn bắt đầu mới bó. Lúc đấy là cây của bạn sẽ đạt được tỷ lệ là 100%, là dễ 100%. Đây mình đang tách nước vỏ, đầu cạo sạch để khoảng 1 tuần. Tùy trong từng trường hợp, nếu mùa nóng nhanh hơn thì có thể trong vài ngày cũng được. Thì các bạn làm theo thao tác như mình. Nếu mà các bạn chọn cái cành tương đối như cái cành này nhé, còn cành nhỏ quá các bạn không thao tác được đâu. Nhỏ hơn nữa thì có thể là vẫn làm được, nhưng thao tác nó rất là khó. Cái này mình làm thao tác còn là khó. Thì các bạn quan sát này, cái đầu trên này nó sùi sùi ra rồi thì các bạn bó vào 4 hoặc 5 hôm hoặc 1 tuần. Các bạn quan sát theo quan sát của bạn, cảm thấy đã làm xong một cành. Sau 1 tuần các bạn, sau hơn 1 tuần thì là tôi khoanh vỏ ấy, vỏ hồng, cành hồng ấy, thì hôm nay là tiến hành chiết này, bó bầu. Đây, khi sau 1 tuần là cái lớp biểu bì này nó sùi sùi ra ấy. Các bạn nhìn này, nó sùi sùi như thế này này, thì ta có thể bó bầu được. Đấy, bó bầu ở đây thì tôi dùng bằng rễ bèo các bạn nhé, rễ bèo này. Rồi các bạn có thể là để cho chắc ăn hơn thì các bạn có thể dùng cái thuốc kích rễ nhé, kích rễ mua ngoài các cái hiệu bảo vệ thực vật này, có 5-6 nghìn một người thôi một lọ. Chặt cái đầu trên này thì có thể là không có vừa vừa, không cần chặt lắm, để cho khi mà cái bầu này đã ẩm thì ta có thể tiếp nước được cho nó. Còn cái bầu dưới này, phía dưới cái bầu này, đây phía dưới này thì ta cần có chặt thôi, chặt để nó giữ nước. hôm trước tôi đã giới thiệu các bạn chọn cành tương đối một tí và cành bánh tẻ này, để dễ thao tác, dễ khoanh vỏ, dễ bóc vỏ. Cành già quá thì sẽ tỷ lệ ra rễ sẽ rất ít. Như vậy là tôi đã bó xong một cành bầu chiết của cánh hồng ấy, và chiết xong một cành ấy, thì đợi khoảng độ nửa tháng nữa thôi là có thể cắt được cành này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Chúc các bạn thành công.